Tôi bắt đầu vào làm việc tại làng FS từ năm 1993, làm nhân viên bảo vệ. Nói chung mà thích coi như là đi du lịch hoặc là đi để đến những vùng quê để khám phá những cái nét hoang sơ, những cái nơi mà coi như là nó ít cái dấu chân người đấy. Những cái điều thích nhất trong công việc đó có nghĩa là giúp cho rất nhiều hộ nghèo vượt qua cuộc sống, cũng như giúp cho các con trẻ ở trong những cái gia đình đó vượt qua cuộc sống hàng ngày để vươn lên sau này thành người ích cho xã hội. Đó là điều mong muốn nhất của bản thân.